Các bạn thân mến, tối hôm nay tối thứ sáu, tức là sáng thứ bảy rồi. Về thì thấy mưa quá. Ra ngó mấy cái này tôi để ngoài đây, cái kiến này tôi để ngoài, trời mưa này. Các bạn thấy này. Đang mưa. Đấy. Thì nó bị ngập lụt, các bạn thấy không? Không biết hỏng hay không biết. Được rồi, chắc hỏng hết rồi. Hỏng hết cái sấp kiến, chắc không được gì. Tôi rút lên đây để nó khô. Cứu nột. Nhiều khi cũng buồn cười. Trời mưa quá. Trời mưa, không biết còn con nào sống được không? Chắc sống được, không có gì. Đúng là tai họa các bạn. Đấy, mấy cái này nó đang lên đẹp này mà ngập nó chả biết được gì không? Ôi. Do tôi để vào cái chậu này đáng nhẽ mà để cái rổ không để, tôi để vào cái chậu à. Nhũ thế lá này. Thôi để đây mai xử lý. Đấy, các bạn tưởng cái này nó vẫn còn sống rồi, đấy. Mời các bạn theo dõi cái đàn kiến này sẽ phát triển đến đâu. Video này để tôi tạm dừng đây. Xin cảm ơn và chào.